Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thúy Hạnh khoe ảnh con gái cao vượt mặt ba, nhìn như anh em. Siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên hai cô con gái cưng đáng yêu. Trong đó ái nữ thứ hai của gia đình, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao nổi bật. Vợ chồng Thúy Hạnh rất tự hào về con gái của mình. Thúy Hạnh tự hào về hai cô con gái xinh đẹp, học giỏi của mình. Gia đình hạnh phúc của Thúy Hạnh, Minh Khang. Trên trang Facebook cá nhân, Thúy Hạnh đã đăng tải hình ảnh ông xã chụp cùng hai cô con gái cưng. Trong đó, khán giả đặc biệt chú ý đến chiều cao vượt trội của bé Su Ti. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng Su Ti đã cao vượt mặt ba và chị gái. Khi đứng cạnh nhau, con gái thứ hai giờ đây đã cao hơn nhạc sĩ Minh Khang hẳn nửa cái đầu. Bé Su Ti giờ đây đã cao hơn ba nửa cái đầu. Ở thời điểm 5 đến 6 tuổi, Suti từng cùng ba tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? Không chỉ cô con gái thứ hai có chiều cao nổi bật, ái nữ đầu lòng của Thúy Hạnh giờ đây cũng sắp gần bằng ba, do đó nữ siêu mẫu dí dỏm gọi chồng và hai con là ba anh em. Trước đó cô cũng từng hài hước gọi hai ái nữ là chị em với mình. Nhiều khán giả dự đoán có lẽ chẳng bao lâu nữa, bé Suti sẽ cao vượt mặt luôn cả người mẹ siêu mẫu của mình. Bé Suti hiện tại đã cao gần bằng người mẹ siêu mẫu của mình. Chiều cao của cô bé luôn nổi bật khi chụp ảnh gia đình. Thúy Hạnh tự hào về vóc dáng của các cô con gái cưng. Cách đây ít ngày, Thúy Hạnh cũng vừa khoe hình ảnh con gái với thần thái chuẩn người mẫu nhí. Cụ thể, Suti có buổi biểu diễn ở trường nên đã thử sức làm người mẫu. Cô bé diện chiếc đầm màu đen khoe nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật của mình. Các tạo dáng và thần thái khi chụp ảnh của con gái Thúy Hạnh đúng chuẩn con nhà nòi. Thúy Hạnh khoe ảnh con gái thứ hai đi diễn ở trường nhưng có thần thái chuẩn người mẫu vóc dáng và thần thái của Suti, chuẩn con nhà nòi. Thúy Hạnh hào hứng chia sẻ, nàng tự lên ý tưởng và tự làm model cho buổi diễn tại trường, chỉ nhờ mẹ mỗi việc kết hoa kết đèn lên váy và kết quả mẹ hề hụi làm gần 5 tiếng cũng xong thành quả cho nàng. Vợ chồng Thúy Hạnh thường cho các con thử sức với bộ môn gốt. Bé Suti thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Thúy Hạnh thường đưa hai con đi vi vu khắp nơi ngắm nhìn hình ảnh của con gái Thúy Hạnh, khán giả trầm trồ nhận xét rằng chắc hẳn cô bé đã thừa hưởng ghen trội từ mẹ. Có lẽ trong tương lai, bé Suti sẽ nối nghiệp người mẫu của mẹ và tỏa sáng trong làng giải trí Việt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.